Tôi từng nghe kể như vậy. Một thời xá về, tại ngay Kỳ Hòa, Thế Tôn cho gọi chúng tăng. Các thầy cung kính thưa vâng đáp lời. Thế Tôn thuyết giảng những lời liên quan tu tập nên người tự tâm. Là người rất đổi ân cần, thương yêu trải khắp kẻ gần người xa, tấm lòng nhân ái bao la, thật là thuần khiết, thật là cao thâm. Hướng về tất cả chúng sinh, người từ tâm trọn quên mình mà thương. Không vì ái luyến vấn vương, không vì mong đợi chút đường lời danh, không vì ăn nghĩa riêng đành, không vì cân nhắc với mình là quen. Thương người quen lẽ tất nhiên, cũng thương những kẻ chưa quen bao giờ. Xóa đi ngăn cách thân sơ, xóa đi ngăn ngại hững hờ bấy lâu. Tình thương lan tỏa đến đâu, giúp xây nơi ấy nhịp cầu cảm thông. Người từ tâm đủ bao dung, đủ lòng độ lượng, đủ lòng thương yêu. Với người mưu hại đủ điều, bất nhân, ác cảm gây bao hận thù. Người từ tâm trước như sau, trải lòng ra mãi đậm sâu thương người. Với người oán ghét bao đời, nguồn thương yêu ấy làm vơi tỷ hiền. Chuyện không hay chẳng trách phiền, cho vơi bớt những nghiệp duyên với người. Người từ tâm trước muôn loài, đem lòng thương xót cảnh đời không may. Thương người sống kiếp đọa đày, làm thân cầm thú nghiệp gây chẳng lành. Hoặc loài ngạ quỷ vô hình, hoặc trong địa ngục tội tình vương mang. Từ tâm như ánh trăng ngàn, dịu dàng soi thấu mỗi đường trầm luân. Ở đâu có chúng hữu tình, thì nơi ấy có từ tâm hướng về. Như tàn lá mát rộng che, chúng sinh vô lượng, tâm từ vô biên. Tâm từ như suối triền miên, thấm vào mạch sống mỗi niềm an vui. Tâm từ làm gốc vung bồi, cho người cao thượng, cho đời vinh hoa. Thấy người khổ nạn khó qua, lòng mình đau xót như là khổ chung. Thấy người hạnh phúc thành công, lòng mình sung sướng như cùng vui theo. Thấy người lầm lỗi ít nhiều, lòng mình tha thứ, mến triều càng hơn. Người từ tâm sống vẹn tròn, thương yêu bình đẳng, sắc son bền lòng. Cho dù không ước không mong, phước lành tự đến do công đức thành. Một là ngủ được an lành, bởi lòng mình đã chân thành thương yêu. Bởi không lừa lọc dệt theo, bởi không toan tính lắm điều chua ngoa. Tâm tình không gợn xấu xa, tham lam sân hận si mê mịt mờ. Đầu hôm đến lúc tinh mơ, khổ ưu lặng tắt, thới thơ giấc nồng. Hai là rời bước khỏi giường, lòng mình một mực bình thường yên vui. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi, không còn tiếc nhớ đua đòi ước ao. Từ tâm hóa giải đẹp sao, muộn phiền sân hận tan vào hư không. Lòng mình luôn giữ trắng trong, nguồn an lạc trải tựa đồng bao la. Ba là từ ái lan xa, làm cho cảm ứng chan hòa cùng nhau. Ai ai cũng thấy mến yêu, đem lòng ngưỡng mộ, người nên tâm từ. Bốn là loài chẳng phải người, một khi cảm nhận biết người từ tâm, cũng dành cho những tình thân, hộ trì người được những thành tựu vui. Năm là thiên chúng cõi trời,
xưa kia tu tập nên người từ tâm. Thấy người nào tính ai lân, nay theo gia hộ để cùng tiến tu. Xấu là hiểm nạn đang chờ, dầu sôi lửa bỏng mịt mờ kiếm cung, cùng bao nhiêu thứ độc trùng, không sao xâm phạm đến vùng trú thân. Bảy do huân tập từ tâm, thác sinh phạm chúng làm dân cõi trời, được nhiều phước báo tuyệt vời, và tâm từ được trao dồi hơn thêm. Tám là đầy đủ thiện duyên, người từ tâm biết thường xuyên chuyên cần, làm cho đức hạnh được thuần, thành vườn ruộng tốt, gieo trồng đại bi. Đượm thuần vô ngã vô si, con đường giải thoát bước đi thêm gần. Khéo an trú, khéo tác thành, thân tâm an ổn, vững vàng lắng sâu. Tâm từ khi được khéo tu, làm cho trói buộc bị mau yếu dần, không còn dấu vết tham sân, niết bàn hiển lộ thênh thang giữa đời. Thế Tôn thiết giảng mấy lời, các thầy vui nhận, tin rồi làm theo.